những lần Ronaldo nóng nảy ở Al Nassr. Cuộc sống bóng đá của Cristiano Ronaldo ở Saudi Arabia không suôn sẻ. Siêu sao người Bồ Đào Nha thường xuyên được nhìn thấy nổi giận trên sân. Rạng sáng ngày 19 tháng 4, giờ Hà Nội, tiền đạo 38 tuổi có màn trình diễn đáng quên trong trận thua 0-2 của Al Nassr trước Al Hilal. Phút 57, Ronaldo va chạm với Gustavo Cuellar. Siêu sao người Bồ Đào Nha kẹp tay vào cổ Cuellar rồi vật ngửa tiền vệ bên phía Hilal ra sân. Tình huống diễn ra ngay trước mặt trọng tài Michael Oliver. Vì vua áo đen trút ngay thẻ vàng cho thủ quân của Al Nassr. Khi trận đấu kết thúc, cổ động viên Al Hilal chế giễu cựu tiền đạo mang UTD. Họ liên tục gọi tên Lionel Messi và huýt sáo Ronaldo. Trong lúc không vui vì Al Nassr bại trận, Ronaldo bất ngờ dùng tay nắm lấy đũng quần ở vị trí nhạy cảm. Ronaldo có một cử chỉ khiếm nhã đối với người hâm mộ Al Hilal, Gôn nhận xét. Hôm 23 tháng 1, Ronaldo có màn ra mắt không thành công trong trận thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Ettifaq ở vòng 14 Saudi Pro League. Cựu sao Manchester United có 40 lần chạm bóng, 4 cú sút nhưng không thể gây khó khăn cho thủ môn đối phương. Màn ra mắt không hoàn hảo báo hiệu thời gian khó khăn cho Ronaldo ở Trung Đông. Trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Baten hôm 4 tháng 3, Ronaldo có hành động cãi nhau với fan nhí. Ronaldo không giữ nổi bình tĩnh khi một cổ động viên so sánh anh với Messi trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Khi CR7 tiến vào đường hầm, một cổ động viên nhí nói lớn, Messi giỏi hơn Ronaldo. Siêu sao sinh năm 1985 tỏ vẻ khó chịu và tức đáp lại bằng tiếng Bồ Đào Nha, đi chỗ khác mà xem, ở đây làm gì. Hôm 10 tháng 3, Al Nassr để thua Al Ittihad 0-1 ở vòng 20 Saudi Pro League. Ronaldo bị phong tỏa và không có nổi cú sút trúng đích trong suốt 90 phút. Sau khi cảm ơn người hâm mộ vào cuối trận, Ronaldo tiến vào đường hầm với vẻ bực bội dù được đồng đội an ủi. Cũng ở trận đấu này, mũi nhọn 38 tuổi bực bội khi bị người hâm mộ đối thủ chế nhạo. Trước tiếng la ó từ khắp khán đài sân King Abdullah Sports City, Ronaldo nhăn nhó, ném băng đội trưởng và đá mạnh một chai nước trước khi tiến vào đường hầm. Tới trận thắng 3-1 của Al Nassr trước A3 ở Cúp Nhà Vua hôm 14 tháng 3, lão tướng người Bồ Đào Nha nhận thẻ vàng sau khoảnh khắc thiếu kiềm chế. Trong một pha phản công, Ronaldo rê dắt khéo léo để vượt qua cầu thủ A3. Tuy nhiên, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Ronaldo không giữ được bình tĩnh nên nhặt bóng lên và đá văng đi xa, kèm theo những lời phàn nàn. Trọng tài liền rút thẻ vàng cảnh cáo thủ quân Al Nassr. Hôm 10 tháng 4, Al Nassr bị Al Faihi cầm hòa 0-0 ở vòng 23 Saudi Pro League. Ronaldo nổi giận vì đối thủ chơi phòng ngự số đông. Các người không muốn chơi bóng là câu nói của Ronaldo với Ali Al Anjakan khi cầu thủ số 26 bên phía Al Faihi có hành động như muốn xin đổi áo đấu sau trận. Sau tiếng còi mãn cuộc, siêu sao sinh năm 1985 bực tức đi lướt qua huấn luyện viên Rudy Garcia với vẻ lạnh lùng, trước khi bỏ vào đường hầm mà không cùng đồng đội cảm ơn người hâm mộ đã lặn lội đến sân khách để cổ vũ. Hôm 13 tháng 4, trang chủ câu lạc bộ Saudi Arabia thông báo chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Rudy Garcia. AS và Marca, hai tờ báo lớn ở Tây Ban Nha, đều cho rằng mối quan hệ giữa Ronaldo và huấn luyện viên Garcia rạn nứt. Anh được cho là nguyên nhân khiến vị huấn luyện viên này mất việc.